Okay, xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc ống kính mà cực kỳ phổ thông. Nếu mà anh em đã dùng Nikon thì sẽ chắc chắn là sẽ đã một lần dùng ống kính này, và đặc biệt là mình nghĩ là tầm 80-90% anh em nếu mà dùng Nikon thì đều sở hữu chiếc ống kính này. Đó chính là ống kính 85F1.8G. Ok, ống kính 85F1.8G thì đây là một chiếc ống kính rất là rẻ. Bây giờ hiện tại thì giá hãng đang bán ra hàng mới chỉ có giá khoảng tầm 9 triệu. Còn hàng xách tay bạn có hoàn toàn mua một chiếc ống kính mới với giá khoảng hơn 8 triệu. Nhưng cái ống này là một ống cực kỳ giữ giá. Ví dụ như bên mình vẫn đang phân phối những chiếc ống kính đẹp như này full box thì với giá từ 7 triệu tới 7 triệu rưỡi các bạn nhé. Ống kính 85F1.8G có một cái thiết kế rất là hay các bạn ạ. Đó là như các bạn thấy, nó thiết kế gần giống chiếc ống kính 85F1.4 nano luôn, hoặc như mình trên tay mình đang có ống kính 58F1.4 nano. Các bạn có thể thấy cái thiết kế nó mang lại những cái thiết kế rất là giống nhau, đó là mang cho mình một cái thiết kế rất là hiện đại, đẹp, thực sự đẹp. Thứ hai là ống kính 85F1.8G là ra đời thay thế cho cái đời trước của nó, đó chính là ống kính 85F1.8D. Ống kính 85F1.8D thì là một chiếc ống kính đã ra đời khá là lâu và nó đã không có motor lấy nét trong, nhưng đến đời 85F1.8G nó đã có motor lấy nét trong ống kính. Chính vì vậy bạn có thể dùng được ống kính 85G cho tất cả các dòng máy của Nikon, kể cả các dòng máy phim nếu mà nó sẽ sử dụng chung cái ngàm Nikon này nhé. Có một đặc điểm đó là khi tới đời G này với cái thiết kế này thì họ sẽ không, Nikon sẽ không đưa ra được cái khẩu độ để bạn có thể chỉnh được khẩu độ trên tiếp trên ống kính, mà các bạn sẽ chỉnh khẩu độ trên máy ảnh và nó sẽ đá khẩu bằng motor điện các bạn nhé. 85F1.8G thì có một cái thấu kính đầu khá là to với một cái phi, đó là phi 67mm, mang lại cho trong nó một cái khả năng thu nhận ánh sáng rất là tốt. Với đôi 4-6-7 lá khẩu thì chiếc ống kính này sẽ mang lại cho các bạn một cái bokeh khá là tròn khi các bạn chụp tại khẩu lớn nhất 1.8 hoặc là 2 hoặc là 2.8. Còn lại khi các bạn khép khẩu vào thì nó sẽ có một cái hình gần với lục giác, hình bảy cạnh nhé. 85F1.8G thì tại sao lại là một chiếc ống kính mà mọi người lại dùng nhiều đến như thế? Thì thứ nhất, đầu tiên đó là với cái giá thành các bạn bỏ ra chỉ khoảng 7 triệu thôi thì các bạn đã có một chiếc ống kính có motor AFS cực kỳ ngon, với một khẩu độ tận 1.8, và đặc biệt đó là 85F1.8G nó sẽ led ngay tại 1.8 các bạn nhé. Có một đặc điểm đó là ống kính 85F1.8G thì nó sẽ lấy led ở một trong một tình trạng khá thôi, nó không gọi là quá xuất sắc. Ví dụ như bạn so sánh với 85F1.4 nano thì nó sẽ lấy led chậm hơn khá khá, hoặc là nó cũng chỉ xem hoặc là nhỉnh hơn một chút so với 85F1.8D thôi các bạn ạ. Nhưng có một điều đặc biệt đó là khi các bạn dùng chiếc ống kính 85F1.8G này với lại những cái cảm biến CMOS đời mới từ D600 đến 610, D750, D810, D850 trở đi ấy, thì nó sẽ mang lại một cái màu sắc cực kỳ thú vị, màu sắc rất là tươi tắn. Ở trong đó thì cái độ nổi khối cao mang lại một cái hiệu ứng góc nhìn từ cái tiêu cực 85 rất là tốt, đặc biệt là dùng cho cái anh em chụp chân dung. Như các bạn đã biết thì với việc cái tiêu cực 85mm đó chính là tiêu cực vàng cho chân dung, với lại một khẩu độ 1.8, một khẩu độ cực kỳ lớn nữa, thì anh em có thể chụp chân dung rất là đẹp trong nhiều điều kiện khác nhau. Điều kiện trời mà sập tối thì các bạn có khẩu lớn chụp cũng được này, điều kiện ban ngày các bạn chụp cũng tốt, chụp sen cũng được, chụp cưới cũng được, chụp ký, chụp mọi thứ rất là ngon. Tiêu cự 85 tại sao lại là tiêu cự vàng cho anh em chụp chân dung? Bởi vì khi các bạn chú ý này, khi các bạn chụp bằng tiêu cự 85mm thì cái chủ thể của bạn nó sẽ có một cái khuôn hình của một góc nhìn rất là vuông vức ở trong góc nhìn, và nó sẽ tôn lên những cái vẻ đẹp của mẫu của chúng ta. Đặc biệt là tiêu cự 85 thì nó không có méo, chính vì vậy thì bạn sẽ không bị sợ bị mẫu bị méo mặt hay là méo những góc nhìn, thì nó sẽ rất là đẹp. Nhưng có một cái điểm yếu của tiêu cự 85 đó chính là, bởi vì tiêu cự 85 là một chiếc cự nó cũng tương đối tê lê, chính vì vậy khi chụp thì cái phần background của bạn, thứ nhất là khẩu lớn nó sẽ xóa phông đi là một phần, cái thứ hai nữa là cái góc nhìn của background nó sẽ ít. Chính vì vậy khi chụp bằng 85 này thì thông tin ảnh của bạn khá là ít, nhưng đó cũng chính là cái ưu điểm sẽ giúp cho cái ảnh của bạn nó sẽ đỡ rác hơn. Khi chụp 85 mà ông nào để rác trong ảnh đấy, sao ông không để ý được nhá, vì tiêu cự góc nhìn này nó sẽ rất là hẹp, tương đối hẹp rồi đó. Còn 85G thì có một cái ưu điểm nữa, đó là nó rất là nhẹ. Khi bạn dùng một chiếc 85G thì các bạn sẽ cảm thấy không bị nặng nề, nó sẽ rất là phù hợp khi các bạn cắm vào ví dụ như những chiếc D600 này, ở D610, D750, nó sẽ không bị trúc đầu xuống nặng như các bạn sử dụng tiêu cự 85F1.4 nano đó.
và đặc biệt nó giá rẻ, rất phổ thông, và mình nghĩ là cái chất lượng so với giá thì chất lượng so với giá trị hữu dụng của nó hơn hơn rất là nhiều, chất lượng cực kỳ ngon. Mặc dù thì làm bằng nhựa và khá là nhẹ nhưng mà ống 85G cũng là một chiếc ống rất là bền các bạn nhé, cực kỳ bền. Cái motor lấy led thì các bạn có thể thấy motor AFS của nó toàn khung, thì các bạn vừa có thể bật AFS và các bạn vừa có thể xoay cái vòng này không ảnh hưởng gì đến việc đứt cáp hay là hỏng những cái liên quan đến motor hay là dây đá khẩu các thứ. Thì đây mình theo mình đây là một chiếc ống kính rất đáng tiền và anh em nên có. Các bạn dùng crop thì cũng hoàn toàn có thể dùng 85G với một cái góc nhìn khoảng 135 thì vẫn là tiêu cự vàng cho chân dung thôi, mặc dù nó sẽ hẹp hơn một chút. Đó là những cái mà nhận xét của mình về chiếc ống kính 85G. Ok, hy vọng cái bài chia sẻ ngày hôm nay của mình thì sẽ giúp các bạn sẽ có một góc nhìn tốt hơn để lựa chọn một chiếc ống chụp chân dung, và đặc biệt là các bạn sẽ thấy được một cái góc nhìn nó tương đối toàn diện về chiếc ống kính 85F1.8G, một chiếc lens ngon bổ rẻ dành cho anh em chụp chân dung. Ok, mình là Kiên đến từ máy cũ Hà Nội và hy vọng hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu thấy những video của mình hay thì có thể vui lòng chia sẻ giúp mình. Đặc biệt là mình bên mình ra rất là nhiều video hướng dẫn anh em liên quan đến thiết bị ảnh hoặc là liên quan đến những cái tip trick trong việc chụp ảnh, thì các bạn có thể vui lòng đăng ký kênh ở đây nhé, để nhận được những video sớm nhất thì các bạn ấn vào hình quả chuông. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.